Fishing chào bạn. Đây là đang xin giới thiệu các bạn câu đài địa hình có tựa H30 ở Lian Quyên. Thước bên ngoài thùng là 54 x 30 x 41 các bạn nhé, cao 41 và cao hết cỡ đây các bạn. Đây là đang review các bạn phần khay mồi đây các bạn. Khay mồi và phần bát. Bát khay mồi đây các bạn. Đây đang bát sẵn rồi. Cái này là bát đơn giản thôi các bạn, vì nó ở trên cái bát khay mồi nó có đánh số rồi, các bạn cứ bắt theo số. Ở cạnh thùng cũng đánh số và bát khay mồi cũng có đánh số. Đây là cái chỗ xả nước, nếu các bạn cho nước vào bình và bạn xả ra. Bên cạnh là cái địa hình chân, địa hình cao thấp các bạn. Đây bát bát dọ. Thùng này Hải Đăng đang về hai màu. Màu đen xanh và đen đỏ các bạn nhé. Khay mồi có 2-3 tầng. Hải Đăng review tiện luôn. Một cái Hải Đăng bắt sẵn và một cái Hải Đăng chưa bắt. Bên xanh này Hải Đăng chưa bắt. Hải Đăng sẽ mở cái phần bên trong của cái thùng chưa mở, chưa bắt nó bát đây. Phụ kiện để hết trong thùng này các bạn nhé. Cái nắp mở này bắt mở được 2 chiều các bạn nhé. Đủ cả 2 chiều. Đây, cái phần tựa đây các bạn. Các bạn mở cái này lên là nó sẽ ra cái tựa lưng. Lưng này là cao 48 đấy các bạn. Áp tiện dụng. Về hộp này để được luôn cả phụ kiện trên cái mặt chỗ mình ngồi các bạn nhé. Tí Hải Đăng sẽ review cái phần để phao và trục các bạn. Đấy. Sau một cái là bên bắt ô rồi các bạn. Bên Hải Đăng chưa lắp bắt ô. Đây. Bắt ô đấy. Đi qua các bạn nhé, hình ảnh thì Hải Đăng sẽ chụp chi tiết hơn, cụ thể hơn. Đây ạ, này đựng cả phao và phần trục. Bốn tám bộ trục các bạn. Thông số để ghi các bạn dán vào trục vậy. Cái giấy này giấy dính, các bạn có thể dán luôn vào trục theo kích thước của các bạn. Đây, đấy. Hộp phao nó sẽ kéo thông luôn dài vậy. Dài tầm được để bạn để tầm 45 thôi các bạn nhé. Cái hộp 45 50 gì đấy. Đựng được cả phụ kiện các bạn nhé. Rồi Hải Đăng đã review các bạn đây. Bạn nhớ nắp cái nắp nhỏ trước, nắp sau. Rồi Hải Đăng đã review cái thùng H30 Lang Queen. Hải Đăng xin chào, hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo.